Hello, Adi xin kính chào quý chị các bạn. Hiện tại Adi đang ở Thong Dong Homestay, là một cái homestay rất gần với cái sống lưng khủng long. Mọi người chuyên săn mây tà xùa đấy. Homestay này ba bạn trẻ ở Hà Nội này, Sơn La, Đồng Nai đến đây mở một cái homestay vừa để trải nghiệm cuộc sống riêng các bạn, vừa để kinh doanh. Là một cái homestay có cái view rất là đẹp. Chúng ta không phải lên xuống tận chân núi khủng long để chúng ta săn mây, mà chúng ta có thể săn mây ngay tại đây được đấy. Với những cái khung cảnh rất là chill, rất là tuyệt vời. Bài quý chị các bạn đến Thong Dong hôm tây để cùng chill, cùng trải nghiệm. Hẹn gặp các bạn đấy nhé. Chào quý vị các bạn nhé. Nay Adi đang đi săn mây tà xùa theo cái trend của các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà hôm nay mình đi vào cái mùa nó không thuận lợi về thời tiết. Xem như thế nào quý vị chị các bạn nhé. Hello, chào quý vị các bạn nhé. Mình đang ở đây là đỉnh sống lưng khủng long đây. Mà mình đi vào cái mùa này thì chỗ nào cũng là săn mây cả. Nằm trong nhà cũng săn mây luôn. Đấy, không nhất thiết là phải đi đến tận đây. Đi đến đây cũng chả gì đến gì hết, chẳng qua là mình tiện đường thôi. Thôi thì nó ngay gần sát với cái chỗ mình đang đi tìm trà thì mình ghé vào đây luôn. Mây cái mùa này nó khá là loãng, nó phủ kín hết luôn, nó không có đậm đặc như là quý anh chị các bạn mong ước. Sáng đến giờ bây giờ mới có mấy bạn đi vào đây, bây giờ đi một mình. Mấy bạn này được mấy anh người Mông chở vào tận nơi.
Cái mây này là cái mùa này nó tán đàn này không à, còn nắng thì chị có thể nhìn thấy xung quanh nữa thôi, còn nếu mà cái mùa kia là nó như một cái biển mây á, nó bồng bềnh như một biển mây á, như mình nói với chị kia, thực ra do mình đi sai mùa thôi. Nắng lên ấy thì các bạn có thể nhìn thấy xung quanh ở đây nó rõ hơn về cảnh quan thôi, còn nó không có bồng bềnh như kiểu một cái biển mây ở dưới được. Đây chúng ta đang đến đây là cái nơi cuối cùng của sống lưng khủng long rồi. Đó, nó là một cái bán như một cái bán đảo ấy. Nhô ra bên ngoài để cho mình quan sát được đủ hai bên. Mình đứng ở giữa thì xung quanh mình là các biển mây. Chỉ có vậy thôi anh chị á. Đó nên là nếu mà đi du lịch thì anh chị các bạn ha, chọn cái mùa nó đẹp đẹp chút. À, để tháng mình đi từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch ha. Đây là không mưa đấy, chứ nó mà mưa nữa thì thôi đó. Nhịn hết luôn. Đây, cái chỗ cuối cùng ở đây ha. Đó. Bây giờ mình lên đến đỉnh trước. Sau đó mình đi vòng xuống dưới. Đầu kia thì có một số những người đồng bào, người ta thổi kèn, người ta có thể là sẽ hỏi quý anh chị các bạn cần người ta dẫn đi, nên là người ta sẽ thu phí, có thể cho người ta một vài đồng, nhưng mà đối với những người nào thôi, còn những người mà người ta còn đủ sức lao động thì tốt nhất để cho người ta làm việc khác, tôn vinh cảnh đẹp Việt Nam, người văn minh đi du lịch không để lại rác. Chuẩn. Mình đang đứng ở trên cái đỉnh của sống lưng khủng long rồi ha. Đó thì nó có mấy cái gai 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 này. Đó. Mấy viên tảng đá gai 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 này. Nó như cái gai của mấy con khủng long ha. Gai sống lưng của khủng long. Quá tuyệt vời luôn các anh chị ạ. Nếu mà thực sự nếu anh chị đi vào cái mùa nó thời tiết đẹp á thì ở đây là đúng là rất là tuyệt vời. À, xung quanh mình là một cái biển mây bồng bềnh và mình ngồi ở giữa cái sống lưng khủng long này. Đó. Ta vừa đến đây là đến đỉnh sao chót của cái sống lưng khủng long anh chị nhá. Đấy là hết rồi đó. Tôi lâu không lội bộ nên là mình đi bộ suốt từ chỗ Hôm Tây thong dong đến giờ đến đây luôn. Đây, đến đây là cái đỉnh lá cờ. Ôi. Cuối cùng cũng đã chinh phục thành công thêm một địa điểm nữa, sống lưng khủng long đây các anh chị bạn nhá, điểm chót của nó đây rồi. Đây là mình đang đứng ở cái đuôi cuối cùng của cái sống lưng khủng long, có cái tảng đá đua rất là đẹp, nếu có ai mà chụp hình cho các bạn thì đứng đây chụp cũng được, nhưng mà cẩn thận các bạn nhá, ngã xuống là không mang lên được đâu. Nó dốc ngược ngược xuống đó. Thôi đi về anh chị ơi. Đây là giữa trưa rồi chị nhá. Đây là 10 giờ trưa đó. Mà mây nó còn đang như thế này. À, chúng ta vừa đi tham quan cái đỉnh sống lưng khủng long ở chỗ sân mây Tà Xùa. Đây là cuối cùng rồi. Đó, nếu có thời gian thì đi ghé đây thì đúng là săn mây thì nó là tuyệt vời. Còn đi ta xuống đây đi xuống nữa thì đến dưới kia là cái đường người ta dân người ta leo lên đỉnh này thôi ha. Đó thì mình đi vào cái thời tiết nó không đẹp lắm thì nó có trải nghiệm khác ha. Nó có những cái mà thời tiết đẹp cũng không mang lại được đâu. Đó. Nếu chúng ta đi du lịch thì chúng ta cứ thoải mái về tư tưởng trước ha. Đối với mình thời tiết đẹp thì nó có cái chiêu một kiểu, thời tiết nó không ủng hộ thì nó chiêu một kiểu. À, cảm ơn quý vị các bạn đã xem nhé. Nếu là chúng ta đi nha. Bye bye.